Không phải trình độ, đây mới là ba tiêu chí tuyển dụng content writer quan trọng nhất. Bất kỳ doanh nghiệp nào khi xây dựng phòng marketing đều mong muốn tìm được một content writer giỏi. Tuy nhiên, khi tuyển dụng vị trí này, trình độ không phải là yếu tố đầu tiên mà là ba yếu tố được đề cập ngay sau đây. Thứ nhất là trách nhiệm. Thay vì hỏi ứng viên tốt nghiệp trường nào đã có kinh nghiệm ra sao, bạn nên đưa ra những bài kiểm tra tinh thần trách nhiệm của họ. Vì sao yếu tố trách nhiệm được đặt lên hàng đầu? Bởi đây là công việc có sự liên kết chặt chẽ với những vị trí công việc khác, đòi hỏi nhân viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để mọi kế hoạch, dự án được vận hành suôn sẻ. Vị trí content writer chịu áp lực lớn về mặt deadline, đòi hỏi nhân viên phải có trách nhiệm để hoàn thành trong khoảng thời gian quy định. Người có trách nhiệm sẽ tuân thủ đúng deadline hoặc hoàn tất trước dự kiến, chứ không phải đợi nước đến chân mới nhảy. Họ biết cách chủ động sắp xếp thời gian một cách khoa học để đảm bảo tiến độ công việc. Hoặc nếu họ không làm kịp, có thể thông báo lại, chứ chẳng im im rồi cuối cùng làm không xong. Với tư cách là một người làm chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu phòng marketing, bạn có thể một vài lần bỏ qua cho nhân viên trễ deadline, nhưng nếu cứ trễ năm này qua tháng nọ thì dù có xuất sắc thế nào cũng khó lòng chấp nhận được. Bạn bỏ tiền ra để trả lương đều đặn cho nhân viên, dĩ nhiên bạn có quyền đòi hỏi họ phải làm việc thật chuyên nghiệp, mà sự chuyên nghiệp đầu tiên chính là trách nhiệm hoàn thành công việc theo đúng thời gian được giao. Tính trách nhiệm của một content writer không chỉ thể hiện ở việc tuân thủ deadline mà còn thể hiện qua cách thức làm việc, sự chỉnh chu trong từng công đoạn. Người có trách nhiệm khi nhận việc sẽ tìm hiểu kỹ rồi mới làm, không có chuyện em tưởng, em nghĩ hay em không biết. Hoặc một content writer trách nhiệm là người chú ý đến lỗi chính tả trong nội dung mình sáng tạo, chứ không phải phó mặc cho sếp hay nhờ designer kiểm tra giúp. Tinh thần trách nhiệm của người làm công việc sáng tạo nội dung còn thể hiện qua việc nhìn nhận những lỗi sai của mình trong quá trình làm việc để từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. Sẽ chẳng có một người làm chủ nào chịu nổi một nhân viên suốt ngày đổ lỗi tại bởi vì là, đúng không nào? Tóm lại, hai từ trách nhiệm thể hiện được ý thức của nhân viên trong công việc. Họ có thể không phải là người giỏi nhất hay sáng tạo nhất, tuy nhiên họ sẽ khiến bạn yên tâm hơn khi giao việc, dù là một task nhỏ hay một dự án lớn. Khi tuyển dụng content writer, yếu tố thứ hai mà bạn cần quan tâm đó chính là sự nỗ lực của nhân viên này. Content writer là công việc đặc chất sáng tạo, đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới để nâng cấp bản thân mình. Khi trở thành nhân viên của bạn, họ có thể không có nhiều kinh nghiệm hoặc chưa phải là một người sáng tạo đỉnh cao. Tuy nhiên, hãy tuyển dụng một nhân viên có ý thức nỗ lực, rèn luyện để trở nên giỏi hơn, tốt hơn mỗi ngày. Bạn có thể tuyển được một nhân sự 3 năm kinh nghiệm với đủ kiến thức và kỹ năng theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, người này không học hỏi cái mới, không tự trang bị thêm kỹ năng mới, thì liệu có phù hợp với vị trí content writer, một công việc vốn không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển cuồn cuộn theo những xu hướng của thế giới? Content là một công việc đặc thù đòi hỏi sức sáng tạo vô bờ bến, có nhiều kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp cần dung nạp và làm mới mỗi ngày. Để làm tốt công việc này, nhân viên của bạn cần học tập rất nhiều, chứ không chỉ có vốn từ rộng hay biết đúng chính tả là đủ. Vì thế, khi tìm kiếm người đảm nhận vị trí công việc này, bạn hãy chọn ứng viên có tinh thần học hỏi. Những kiến thức và kỹ năng chưa có, họ sẽ tự nỗ lực để rèn luyện trong tương lai. Với người thực sự có ý chí cầu tiến, không khó để bạn kích hoạt tinh thần học tập, nâng cao giá trị của họ trong công việc. Ví dụ, một ứng viên chỉ mới biết viết content Facebook và SEO, nhưng có ý chí học tập, nâng cao khả năng viết kịch bản cho video hay sáng tạo nội dung theo kiểu storytelling thì chính là nhân viên tiềm năng mà bạn nên tuyển dụng. Sự hiếu học không chỉ thể hiện phẩm chất của một người có trách nhiệm mà còn giúp bạn khai thác nhiều hơn năng lực của ứng viên đó. Điều cuối cùng mà bạn cần quan tâm khi tuyển dụng content writer đó chính là kỹ năng giao tiếp của họ. Bất kỳ một vị trí công việc nào cũng cần đến nhân viên có kỹ năng giao tiếp tốt, nhưng với một content, kỹ năng này lại càng quan trọng. Như đã đề cập, nhân viên content không làm việc độc lập mà kết hợp với các vị trí khác như designer,
admin. Do đó, nhân viên đảm nhận vị trí này đòi hỏi phải có một kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với đồng nghiệp để có thể trao đổi, kết nối trong quá trình làm việc. Người có một kỹ năng giao tiếp tốt dễ dàng nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn của cấp trên và đồng nghiệp để từ đó sáng tạo nên nội dung chất lượng đáp ứng nhu cầu công việc. Kỹ năng này còn phát huy tác dụng khi cả phòng marketing brainstorm tạo nên nhiều ý tưởng đột phá cho doanh nghiệp. Kỹ năng giao tiếp vốn là một phạm trù rất rộng, nhưng ở góc độ công việc của một content writer, kỹ năng này thể hiện qua khả năng lắng nghe, cảm nhận và thấu hiểu. Đây là điều quan trọng nhất giúp content writer làm tốt hơn công việc của mình. Chưa kể, người có kỹ năng giao tiếp tốt cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp. Khi mà mỗi ngày đi làm là một trải nghiệm vui vẻ, thú vị, thì nhân viên content writer sẽ có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo phục vụ cho công việc làm nội dung của mình. Tóm lại, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo và kỹ năng giao tiếp là ba điều quan trọng mà bạn cần chú ý khi tuyển dụng content writer cho doanh nghiệp của mình. Nói như thế không có nghĩa là lờ đi hoàn toàn trình độ, kiến thức và năng lực làm việc. Tuy nhiên, việc training kiến thức mới cho nhân viên là điều dễ dàng, còn ý thức trách nhiệm là sự tự thân của mỗi người, không phải dạy là được. Vì thế, bạn hãy cân nhắc để tìm ra ứng viên có tố chất phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, giúp tạo ra một nguồn lực nhân sự thật sự chất lượng.